bên cạnh vòng lặp for thì C++ cũng cung cấp cho chúng ta vòng lặp while và do while. thì vòng lặp while nó sẽ cho phép chúng ta có thể thực thi một câu lệnh hoặc là một khối câu lệnh chừng nào mà cái biểu thức chúng ta đưa ra nó còn đúng. thì cái cú pháp của câu lệnh while sẽ là while mở ngoặc condition và sau đấy là khối lệnh ở đây. thì cái khối lệnh này nó sẽ được thực thi khi mà cái condition này nó đúng. các bạn có thể thấy rằng là các cái câu lệnh ở đây nó sẽ được thực thi không hoặc là nhiều lần. nó sẽ không được thực thi khi mà cái condition chúng ta chỉ định ở đây nó false ngay từ đầu. Bên cạnh while thì CSAP nó cũng cung cấp do while Do while thì cũng cho phép chúng ta có thể chạy một khối câu lệnh Cho đến tận khi cái biểu thức chúng ta đưa ra nó bị false Cú pháp của chúng ta sẽ là do mở ngoặc Sau đấy là code block ở đây Đóng ngoặc và while rồi condition Thì cái uh, cú pháp này sẽ cho chúng ta một cái flow như thế này Đầu tiên là chúng ta sẽ thực thi các cái code block ở đây Sau đấy chúng ta sẽ kiểm tra đến cái điều kiện Chừng nào cái điều kiện này còn true Thì chúng ta còn thực thi cái code block này Trong trường hợp condition ở đây mà nó false Thì chúng ta sẽ terminate cái do while Đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái do while này nó sẽ thực thi các cái statement ở đây một hoặc là nhiều lần bởi vì cứ khi mà chúng ta vào cái vòng do này thì chúng ta đã thực thi code block và chúng ta sẽ chỉ thoát khỏi cái vòng do này khi mà condition của chúng ta false mà thôi.